Bốn học sinh đuối nước ở biển cửa Việt, một em tử vong. Chiều ngày 1 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng đơn vị vừa nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm bốn nạn nhân bị đuối nước trên biển cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đồn biên phòng cảng cửa Việt nhận được tin báo tại bãi tắm cửa Việt xảy ra vụ việc có bốn nạn nhân là các em học sinh bị đuối nước. Lập tức, ban chỉ huy đồn biên phòng cử 10 cán bộ chiến sĩ và quân y đến hiện trường, phối hợp với nhân viên quản lý bãi tắm vượt sóng lớn, tổ chức tìm kiếm và đưa bốn nạn nhân đưa lên bờ. Thời điểm được cứu hộ, ngoài ba học sinh, chưa rõ danh tính, sức khỏe bình thường, em Lê Viết Hát, sinh năm 2007, trú tại khóm 1, thị trấn Khe Xanh, hướng hóa, bị bất tỉnh nên quân y biên phòng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt nước trong thời gian dài, đến 12 giờ 30 phút em hát đã tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Đeo nhiều vàng đi mời đám, một phụ nữ bị sát hại giả mang. Chiều ngày 1 tháng 5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả khám phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự của địa phương trong dịp dỗ tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo đó, lúc 19 giờ ngày 29 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời về vụ giết người và cướp tài sản xảy ra tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Nạn nhân là bà Nguyễn Hồng Quy, sinh năm 1978, ngụ thị trấn Song Đốc, huyện Trần Văn Thời. Trong khi đó, Trần Văn Đấu, sinh năm 1985, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, đối tượng gây án đã bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã phong tỏa các cửa ngõ, tổ chức vây bắt đối tượng. Ngoài ra, phòng cảnh sát hình sự còn thành lập hai tổ công tác. Trong đó, một tổ khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ còn lại phối hợp công an huyện Trần Văn Thời ra soát, nhanh chóng xác minh tăng vật và địa điểm đối tượng bán tăng vật do cướp được. Bằng sự nỗ lực quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ và nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp, đối tượng liên quan đến vụ án đã được xác định là đấu. Một tổ công tác gồm những trinh sát nắm chặt địa bàn được phân công truy bắt đối tượng. Đồng thời, phối hợp với gia đình nhằm liên lạc, kêu gọi đối tượng ra đầu thú. đến không giờ ngày 30 tháng 4, khi đấu về đến xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời thì bị lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ. trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được tăng vật. theo lời khai nhận ban đầu của đấu tại cơ quan công an, vào khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 4, trên đường đi mời đám, bà Quy gặp và trò chuyện với đấu vì hai người đã quen biết từ trước. phát hiện trên người bà Quy đeo nhiều vàng đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đến đoạn đường vắng, đấu sát hại bà Quy rồi giấu thi thể nạn nhân vào bụi sậy bên đường. Đấu lấy tài sản của nạn nhân, gồm 21 chiếc vòng bằng vàng 18K, đối tượng bán được 42 triệu đồng, một chiếc vòng đeo cổ bằng vàng 18K, trọng lượng 3,7 chỉ, một chiếc nhẫn vàng 18K. Cháy lớn trong đêm, ba căn nhà của ba anh em bị thiêu rụi hoàn toàn. Chiều ngày 1 tháng 5, ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cho biết, lãnh đạo huyện vừa phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể đến thăm và hỗ trợ tiền cho ba hộ gia đình là anh em ruột. Có nhà liền kề bị hóa hoạn. Ba hộ gia đình bị thiệt hại gồm Đặng Thanh Đầy, sinh năm 1982, Đặng Văn Tèo, sinh năm 1986, và Đặng Văn Sơn, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, đoàn ân cần thăm hỏi, Động viên các gia đình bị hỏa hoạn sớm vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, hỗ trợ cho mỗi gia đình 3 triệu đồng để tạm ổn định cuộc sống. Đoàn cũng vận động ba gia đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tạm thời che chắn hoặc ở cùng nhà người thân để sửa chữa lại nhà cửa. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Hòa Bình cũng chỉ đạo xã Vĩnh Thịnh xem xét ba trường hợp này nếu khó khăn về nhà ở thì vận dụng hỗ trợ để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, vào khuya ngày 30 tháng 4, các hộ dân có nhà bị cháy hốt hoảng và truy hô hàng xóm giúp đỡ, dập lửa. Do gió lớn cộng với ba căn nhà liền kề được làm bằng gỗ, bên trong là những vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, không thể dập tắt, lửa thiêu rụi toàn bộ ba căn nhà. Ước tính, tổng thiệt hại vụ hỏa hoạn là khoảng 200 triệu đồng. Rất may, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 100 triệu lượt xem clip cô gái bật khóc vì chỉ bán được một cụm cơm. Cuối năm 2022, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt việc dạy thêm sau giờ học, trung tâm dạy kèm nơi Lan Yiuwen, 25 tuổi, làm việc phải đóng cửa khiến cô cũng mất việc. Sau nhiều tháng chật vật tìm việc, vào cuối tháng 3, Lan quyết định mở quầy hàng bán cơm cũng di động trên đường phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, theo South China Morning Post. Tôi cũng không muốn tìm một công việc tạm vì sẽ chỉ khiến tôi chán trường. Nhưng tôi phải trả tiền thuê nhà, vì vậy tôi cần kiếm tiền để nuôi sống bản thân, Lan nói. Cô cho biết mình rất vui với thu nhập từ việc bán cơm cuộn trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, dù chuẩn bị 10 phần cơm nhưng Lan chỉ bán được một suất vào cuối ngày, giá 5 nhân dân tệ, 0,72 đô la Mỹ, khiến cô không kìm nổi nước mắt. Trong clip, Lan nói cô dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, dựng quầy hàng và mở bán lúc 7 giờ. Tuy nhiên, do cô phải thay đổi địa điểm bán liên tục theo yêu cầu của nhân viên trật tự đô thị nên có rất ít khách hàng. Bán hàng trên phố thực sự là công việc không dễ dàng. Bạn phải chuẩn bị trước, phải dựng quầy, đối phó với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau. Tôi dậy lúc 5 giờ mỗi sáng và đầu đau như bú bổ vào cuối ngày. Thật khó khi chỉ có một người quản lý tất cả điều này. Lan cũng cho biết bán đồ ăn trên đường phố chỉ là tạm thời. Kế hoạch lâu dài của cô vẫn là trở lại làm việc toàn thời gian. Clip chia sẻ của cô gái 25 tuổi nhận được 100 triệu lượt xem chỉ riêng trên Weibo cùng vô số bình luận đồng cảm từ dân mạng hãy tiến lên. Đây chỉ là những trở ngại mà thôi, một người động viên. Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt với mọi người và càng khó khăn hơn với những người buôn bán. Chúng ta nên thấu hiểu và bao dung hơn, một người khác viết. Một người khác đưa ra một số lời khuyên, làm kinh doanh không dễ dàng đối với bất kỳ ai. Tôi khuyên bạn nên bán nhiều loại đồ ăn sáng khác nhau, chẳng hạn như sữa, sữa đậu nành và trứng luộc nước chè. Một khi có thêm kinh nghiệm, tôi tin rằng công việc kinh doanh của bạn sẽ tốt hơn. Sau khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ vào đầu năm nay, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang có dấu hiệu khởi sắc, với mức tăng trưởng phục hồi lên 4,5% trong quý đầu tiên. Tuy vậy, tình trạng thất nghiệp của thanh niên vẫn là vấn đề nhức nhối và dai dẳng. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 của nhóm 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đạt 19,6%, mức cao thứ hai từng được ghi nhận và hiện đang ở mức trên 16% trong cả năm. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp nói chung ở quốc gia này chỉ dao động ở mức khoảng 5%. Thời gian gần đây, giới chức Trung Quốc cũng khuyến khích các cử nhân đại học đang thất nghiệp gác lại tham vọng nghề nghiệp để làm các công việc chân tay. Không yêu cầu kỹ năng cao, ví dụ như bán thức ăn đường phố hoặc trồng trái cây để lo liệu chi phí sinh hoạt. Gần 800 người tử vong trong hai ngày nghỉ lễ, 7 ca liên quan COVID-19. Chiều ngày 1 tháng 5, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y tế, có báo cáo nhanh trong hai ngày nghỉ lễ, từ 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5, về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19. Báo cáo này được tổng hợp từ thông tin của các cơ sở y tế của 63 địa phương, y tế ngành và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Cụ thể, từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 đến sáng nay, có hơn 48.000 người bệnh khám, cấp cứu, trong đó có 22.000 người điều trị nội trú, gần 2.000 ca phải chuyển viện. Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong sinh về là 578. Số ca nặng, nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện tới sáng nay là gần 1.800. Tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ, có 786 người bệnh tử vong. Trong số này, có 34 người bệnh tử vong vì tai nạn giao thông, đa số tử vong trên đường đến viện, 22 ca, số còn lại tiên lượng tử vong sinh về và tử vong tại viện. Chỉ trong 24 giờ từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 tới 7 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5, có tới hơn 1.500 người bệnh nhập viện vì tai nạn giao thông. 330 ca nặng phải chuyển viện, 19 ca tử vong, 47 ca nặng, nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện. Riêng về khám chữa bệnh COVID-19, trong 2 ngày nghỉ lễ, có hơn 2.000 ca tới khám, hơn 1.100 ca nhập viện điều trị nội trú. Đặc biệt, từ sáng ngày 30 tháng 4 tới 1 phần 5 có thêm 4 ca tử vong liên quan COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 tử vong trong 2 ngày nghỉ lễ lên 7 người. Hiện còn 78 ca COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch đang điều trị.